bộ tộc khỏe mạnh nhất thế giới, 900 năm chưa có người bị ung thư. Trên thế giới có rất nhiều bộ tộc đặc biệt kỳ lạ khiến người ta phải sửng sốt khó tin, trong đó có bộ tộc Hunzus. Đây là bộ tộc khỏe mạnh nhất thế giới. Người Hunzus tập trung ở thung lũng Hunzur thuộc dãy núi Himalaya. Trong hơn 2.000 năm qua, họ gần như hoàn toàn cách ly với thế giới bên ngoài. Hiện nay, nơi này đã trở thành một phần của miền Tây Pakistan. Bộ tộc này có dân số khoảng 30.000 người. Bộ tộc Hunzus, bộ tộc khỏe mạnh nhất thế giới, 900 năm qua chưa từng có ai bị ung thư. Người Hunzur tự nhận là hậu duệ của Alexander Đại Đế. Họ sống quay quần trong một khu vực khép kín và lập gia đình với nhau. Bộ lạc được công nhận là có nhiều phụ nữ đẹp nhất thế giới và nhiều nghiên cứu đã được thực hiện. Bộ tộc này khỏe mạnh nên điều hiển nhiên là họ sống rất thọ. Tuổi thọ trung bình của người Hunzus là khoảng 100. Họ rất ít bị bệnh. Trong bộ tộc này gần như không thấy những chứng bệnh mạng tính thường gặp ở người hiện đại như ung thư, tim mạch, huyết áp, v.v. Nơi đây 900 năm qua không có người bị ung thư. Ngoài sức khỏe tốt, ngoại hình của họ cũng trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thực tế. Nhiều ông bà cụ hơn 90 tuổi chỉ có vẻ như mới 50-60. Theo các nhà nghiên cứu, sở dĩ người Hunzus sống thọ chủ yếu là vì họ ăn rau củ quả thiên nhiên là chính. Cũng nhờ vậy, họ hấp thu được nhiều vitamin và khoáng chất thiên nhiên, vừa phong phú vừa giàu dinh dưỡng. Người Hunzus gần như không dùng thực phẩm từ động vật. Các loại thịt và sữa chỉ chiếm 1,5% lượng calo. Đối với họ, thịt là một thứ xa xỉ phẩm, một năm chỉ xuất hiện trong một hoặc hai ngày lễ. Châm ngôn của người Hunzus là ăn để sống, chứ không phải sống để ăn. Họ thường ăn nhiều lúa mì và gạo kê. Đồng thời, họ thường nghiền chung đậu gà, đậu ván, đậu nành, lúa mạch và đậu Hà Lan thành bột, rồi làm thành món chapati. Khi làm món này, họ không bỏ lớp vỏ ngoài và mầm. Vì thế, những phần chứa nhiều dinh dưỡng đều được giữ lại. Trong các loại sữa, họ chủ yếu dùng sữa dê format và ván sữa hoặc sữa lên men từ sữa dê. Ngoài rau quả thiên nhiên, họ thường uống nước từ băng tan. Nước này thường cũng được người Hunzus dùng để trồng rau quả. Người Hunzus không sử dụng thuốc và phân bón hóa học khi trồng rau quả, mà họ dùng phân gia súc, phân xanh, lá cây rụng v.v. để bón phân, vừa không nguy hại đến đất lại vừa giàu dinh dưỡng. Ăn rau quả là chính, thức ăn thiên nhiên không ô nhiễm, môi trường sống tự nhiên không bị phá hoại, lại thêm tính cách vui vẻ lạc quan của người Hunzus. Chính vì vậy, họ được coi là dân tộc khỏe mạnh nhất thế giới hay đất nước trường thọ. Cư dân bộ tộc Hunzus rất chăm chỉ vận động. Họ thường xuyên phải đi lại trên địa hình dốc núi 15 đến 20 km mỗi ngày. Ngoài ra, họ cũng chăm tập luyện thể dục ở ngoài trời để tận dụng lợi thế của bầu không khí trong lành cũng như thực hành một số kỹ thuật yoga cơ bản. Người dân ở đây không bị căng thẳng vì những điều nhỏ nhặt, họ luôn mỉm cười. Nhiều người nói rằng họ sống với tâm hồn phóng khoáng như những đứa trẻ. Nếu như sự nghi ngờ có xu hướng làm giảm hạnh phúc của nhiều người thì điều đó lại không xuất hiện trong môi trường sống của người Hunzur. Có thể coi thung lũng Hunzur được ví như mảnh đất của niềm hạnh phúc khi người dân không biết tới sự lo âu. Nơi đây không xuất hiện cái gọi là hành vi tội phạm vị thành niên. Ly hôn cũng là việc hiếm có. Họ không có nhà tù hay cảnh sát tuần tra, tỷ lệ tội phạm gần như không đáng kể. Không có tội ác nghiêm trọng phổ biến nào được báo cáo trong suốt hơn 100 năm qua. Có thể dễ dàng hiểu được tại sao người Hunzur lại được ví như dân tộc khỏe mạnh nhất thế giới. Với lối sống thanh thản, bình an, mạnh khỏe và hạnh phúc. Chế độ ăn chủ yếu là ăn chay, nguồn lương thực tự nhiên không bị ô nhiễm, sinh sống trong môi trường không bị phá hoại, ô nhiễm, lại thêm với tính cách vui vẻ, không bon chen, không mâu thuẫn. Quả là cuộc sống lý tưởng đối với bao người.